Một phát rơi luôn. Mấy bông này đúng không? Ừ. Thế này là đủ ấy nhỉ? Ừ. Tỷ lệ thế thôi. Nhiều ăn hết được. Ở đây là thóc gì đấy hả chị? Ở đây á? Vâng. Đây á. Wow, cái này là thức ăn cho lợn. Vâng. Hôm nay em đúng mới thấy đấy. Tức là trong này có gồm những cái gì đấy ạ? Cái men với men ngâm rượu ấy. Men ngâm rượu. Men ủ rượu ấy. Thế còn với cái này? Cái lá gì đấy? Khoai. Khoai môn ấy. Tức là băm nhỏ cho vào đây. Đấy, băm có máy kia kìa. Như em thấy cả chuối đúng không? Không phải. Không phải. À. Lau hết của nó. Được không ạ? Thế anh ủ những cái gì đấy ạ? Men với ấy thôi phải. Thế thôi á? Men với cái mình nghiền ra những cái sắn với lại ngô. Rồi. Tôi mình sẽ quay sát tí. Đây là hai con lợn là anh bảo là một năm tuổi các bác nhá. Thưa các bác là những cái hoa văn này là hoa văn để thêu tay luôn nhé. Thêu tay, thêu thủ công luôn đấy. Còn khăn thì phải cuốn đúng thế này. Đây là khăn cuốn ở trên đầu đấy. Đây những kiểu khăn xếp rồi xưa đấy. Đằng sau có cái gì mình cài lại không hay là mình cứ nhét? Chỉ nhét đơn giản. Nhét vào trong nữa à? Rồi. Hãy anh thử quay đằng sau em xem cái. Giới thiệu các bác là cái xe của anh Sinh, anh ấy chuyên là đi chở măng rồi đi chủ yếu là đèo đồi các bác nhá. Đây nhìn này, lốp thì có cái phần mà anh ấy độ thêm cái xích này nó để bám trơn trượt tốt hơn, đi lên dốc tốt hơn. Kể cả mưa đường lầy các thứ thì xe này vẫn lên được bình thường luôn. Nhưng mà cái là Jim Việt các bác nhá. Không phải là cái xe tàu linh tinh đâu. Lâu ngày là kẹt. Hay chết là cũng khóa chốt cái gì. Chắc ở trên bánh răng này, trên này. Đấy, ông Út vừa mua được cái máy máy sáp, máy nghiền. Ông ấy ông trả lời buổi nói chứ? Chăng đấy, mà điện yếu. Thế đâu ông thay đường dây mười này để trả lời buổi nói gì? Rất mùi à? Cái kiểu lâu ngày ấy.
lúc được lúc không nhỉ. Nó điện yếu đấy. Anh à, mà ông thay đường dây 10 nó con nhỉ? Ba ký là nặng. Điện yếu. Quay từ từ này các bác. Cứ để chạy lúc cho nó bon đi cho nào. Đấy, phải thế chứ. Rồi, chụp rồi. Chứ nó vẫn yếu chứ. Yếu nó quay là hỏng cả mày. Quay hỏng cả mấy cây. Có gạo mới chứ nghiền thử chứ. Sát thử đấy. Thế tiện không các bác? Ở nhà nông thôn mà có cái máy này rất là tiện. Ông này chăn nuôi lợn rất là nhiều. Có cái máy bên này bên nghiền này. Bên này bên sát gạo. Cái này chủ yếu là motor ấy. Motor nó quay thì nó hoạt động đấy chứ. Con này mới đẻ bà? Đẻ lâu chưa bà? Mấy một tuần rồi. Tối nay nó ăn gì chưa nhỉ bà nhỉ? Chưa. Phải tắm mới 10 ngày rồi. 2, 4, 6. À, còn một đàn nữa kia này. Thầy bữa thả con, nào cũng có được mới hát con. Phải em bữa thả con. Thấy khai. Đây là hiểu rồi. Đây là ba nái luôn à? Ừ. Đấy, nhiều lợn thế. Con không? Còn nhiều lắm. Đi hái tiếp thì anh em đi hái tiếp đi. Đâu xem nào, quay đi xem. Ui nhiều phết nhỉ, nhà ông nhiều phết. Đây hoa đu đủ được đấy các bác. À. Đây à? Cái này đây. Em mới hái cây này đúng không? Em mới hái cây này. Ông nhiều nhỉ. Ui hay phết. Bên kia còn có này, cây kia có này, hình như có mấy cây đằng trước có này. Ui cây kia nhiều thế. Ở sau nhà ông thì có vườn rau này. Bà cố đang hái rau à? Ui rau tốt nhỉ, cái này mới lên. Hay rau cải đúng không bà nhỉ? Ở đây thì nhà ông trồng rất nhiều cái loại cái cây như này này.
Cây này là cây cây củ bột bột tinh, bột rong đấy. Bột rong tinh đấy. Lúc nào mà đến mùa thu hoạch thì mình sẽ đến mình quay chia sẻ với mọi người là cái cây này thu hoạch, người ta sẽ thu hoạch như nào. Bao giờ thì thu hoạch được bà nhỉ? Bà cụ nhỉ? Tháng 10 hả bà? Tháng 10 âm hay 10 dương ạ? 10 âm ạ. Đấy là hẹn các bác tháng 10 âm là mình sẽ quay lại, mình quay để chia sẻ. Đây các bác này, cái nước của ông là ông dẫn từ trên đồi xuống này. Ở đây là một cái téc nước. Nước thì chảy cả đêm cả ngày luôn. Ở đây là đây này. Nước nó tràn đây này. Đấy, nó cứ tràn đấy thôi. Bây giờ mình sẽ xuống chỗ thằng Dũng để đi hái cái rau hoa đu đủ. Đi lối nào đấy Dũng ơi? Hôm nay đi lối nào đấy? À, phải đi vòng. Ông muốn đi à? Con đang quay hái bông hoa đu đủ tí. Không nên lấy rồi ông ạ. Nhiều nhỉ ông nhỉ? Này phạt luôn phải được vài cân rồi chứ. Ăn hết của hôm mấy? À cho châm. Ông ăn này con chín. Không khó lấy phết đấy. Nhà ông rất là nhiều hoa đu đủ luôn này. Ngay chỗ mình đứng này có một cái cây này. Này lúc nãy Dũng lấy rồi. Đây, đấy. Bây giờ mình sẽ ra đằng trước xem, quay cho các bác là có mấy cây nữa ở đằng trước nữa cơ. Ôi, trong này tối . Đây đằng trước này các bác này, hoa đu đủ này. Ở dưới kia thì một loạt sát hay bờ tường bao. Có rất nhiều hoa đu đủ luôn. Ôi trời này nắng lắm. Không nói chuyện với cụ. Đấy, đây, hái về đây rồi. Đây là đủ ăn rồi các bạn. Hoa đu đủ này làm món gì bà cụ nhỉ? Chào à? Thế trên bà Tiền hay chào với trứng ấy? Thùng lấy hát vài trường ca gì rồi, trường ca máy á. Nhưng mà ở trên này là về đấy. Thế thì ông ngoại gọi về còn gì nữa? Thế ông xuống. Thế em dưới. Thì thùng về mà ăn. Vâng. Ở nhà rồi ăn không? Nhà thường thường là ông ăn. À, bà không ăn à? Ăn ói, con tới luôn. Ăn lẩm rưới. Trứng đấy được mấy trứng nghìn đây. Dạ. Quả gì ạ? À, họ hoa à? Hoa chuối à? Chuối, quả kia đâu rồi? Lấy được không?
được kiếm lấy bao quá ông bể hay là ông làm kiểu gì? Món hoa đu đủ thì kết hợp với loại hoa chuối này các bác này thì nó rất là ngon luôn. Giờ thì hai ông con đang đi hái cái hoa đu đủ, à quên, hoa chuối rừng chứ. Rơi luôn à? Một phát rơi luôn. Mấy bông này đúng không? Thế này là đủ ấy nhỉ? Tỷ lệ thế thôi. Nhiều ăn hết được. Quả thôi. Nó không bị mất chất, hoa đu đủ. Đi xuống ngoài anh uống rượu. Đem xin ít hoa này em xuống dưới luôn. Đây các bác. Đây là món ngon đồng quê đây. Rồi ok. Thế bây giờ di chuyển địa điểm của bạn. Chị gặt xong chưa chị ơi? Dạ. Chị gặt xong chưa? Nhà xong rồi. À gặt xong rồi. Toàn bộ của nhà chị đây à? Đó. Như này là mình phơi được mấy nắng rồi hả chị? Hôm nay mới à. Phải phơi mấy hôm thì mới khô được ạ? À? Ở đây là thóc gì đấy hả chị? Ở đây á? Vâng. Đây hả? Chị biết gọi thóc gì? Đây nữa. Nhà mọi người gọi là thóc, gọi thóc gì? Đi đây. Chào anh. Khám phá anh ơi. Đi miếng cơm anh áo, đi mua ăn thôi. Vâng. Anh đi ăn cơm chưa? Xong rồi. À thế ạ. Uống chai rồi. Ở đây thấy các chị này phơi thóc là thấy lạ, thấy quay này. Phóng viên à? Phóng viên gì anh em quay đăng YouTube đây anh. À nè. Vâng. Anh tên gì nhỉ? Em tên là Vinh ạ. Vinh ạ. À? Vâng. Đấy, vô khổ thế. Anh ở nhà trên này à? Vâng, anh ngay trong này. À thế ạ. Thế anh gặt như này chưa? Anh chưa gặt. À thế ạ. Ở đây phơi như này thì mưa một cái thì làm sao mà kịp nhỉ? À thì biết làm sao được. Như nó trôi hết rồi. Cứ thấy nó sầm sầm thì mình phải quét thôi làm sao. À. Nắng thì cứ phải đi thể dục thể thao. Ôi dồi, như này là vất vả lắm mọi người nhá. Ôi dồi. Thì các chị cái đường bê tông như này rất là nóng luôn. Đấy. Mà các chị phơi sao nào? Và lại là giữa trưa luôn. Đúng rồi. Đây bây giờ là chắc là tầm 11 12 giờ trưa nhỉ. Đâu hơn rồi đấy. Hơn rồi anh. À em không lý. Mấy giờ? 1:05 rồi. Ôi à, 1 giờ rồi à? Muộn như thế rồi. Ở đây phải đến mấy chục mét là toàn là lúa. Phơi như này, nếu mà các bác phải hiểu là sự vất vả của bà con để làm ra những cái để trồng lúa này cũng khá là vất vả rồi. Mà thu hoạch xong bắt đầu mới phơi xong rồi ra hạt gạo thì để nói là cực kỳ là vất vả. Thế vài uống nước đi. Dạ nhà anh đâu ạ? Ngay trong này thôi mà. Vâng. Có anh mời vào nhà chơi thì ok. Nói gì đâu, vào nhà uống nước. Thế nhá. Thế mình đi anh nhỉ. Thế chờ em tí nhá, em cất máy đã. Thế các cái chị phơi nhá. Thế em kia còn nhiều nữa kìa. À thế ạ. Vâng. Cả câu kia. Rồi. Thế là bên mặc áo này là dân tộc của anh ấy. Là mẹ anh. Không, đấy là chị. Chị á? Hai chị hết. À thế ạ. Đây mẹ của anh này. À tôi là vợ anh. Đây mẹ. À thế ạ. À đúng rồi, của người Dao nhỉ? Chuẩn người Dao có dẹp đấy. Thế bây giờ các bà bây giờ còn mặc trang phục này có chứ không? À thế? Nhất là ngày
ngày lễ này, ngày Tết này. À đấy. Đều thế. Đây là ngày Tết chủ. Các bác có không biết các bác có nhìn rõ không, nhưng mà trang phục của người Dao rất là đẹp đây này. Trang phục truyền thống của người Dao. Ba chị em này. À ba chị em. À, em chị gái này. Chị gái cả đấy. Với chị thứ ba. À anh là Út à? Út à, không. Và còn hai em trai nữa cơ. À thế ạ. Thế nhà ở gần đây không anh? Nhà đấy, các anh. Hai trai, một em Út đây, một em đây. À. Rồi. Hôm nay cũng rất là tình cờ gặp ông anh ở đây, anh mời lên nhà uống nước. Thế nữa cũng anh. Xong thì quay lợn ở mán bản kia. Có không, anh cho quay luôn. À thế. Nhìn anh có nuôi không? Có mà, nhiều. À rồi ok, tí em chuẩn bị máy móc các thứ để quay. Nhưng mà anh thả rông à anh nuôi nuôi chỗ. Ai đang nhốt. Rồi. Thả đây vừa nọ. Quay quay mô nữa ướp để trong thùng này anh. Đấy, đây. Đấy. Wow. Cái này là thức ăn cho lợn. À. À hôm nay em đúng mới thấy đấy. Tức là trong này có gồm những cái gì đấy ạ? Cái men với men ngâm rượu ấy. Men ngâm rượu. Men ủ rượu ấy. Thế còn với, cái này. Cái lá gì đấy? Khoai khoai khoai. Khoai, khoai môn ấy. Khoai môn là khoai khoai như cái giấy kìa. À thế ạ. Tức là băm nhỏ cho vào đây. Đấy, băm có máy kia kìa. Như em thấy cả chuối đúng không? Không, không, không phải. Không phải. À. Lau hết của nó. Được không ạ? Thế anh ủ những thế cái gì đấy ạ? Men với ấy thôi mà. Thế thôi á? Men với cái mì nghiền ra những cái sắn với lại ngô. À rồi. Rất đặc biệt đúng không? Đấy. Ở đây là toàn bộ những cái đấy đấy à? Thế bao giờ thì cho ăn được anh? Không, mình ủ ấy. Như tầm này thì mấy hôm thôi. À đấy. Cái nó mềm cái nào thoải mái. Okay. Thế bây giờ mời các bạn là vào xem như củi lửa. À đấy, củi nhanh rất nhiều nhỉ. Củi bên này cũng rất là nhiều này. Củi toàn củi to này. Cái nồi để hâm nóng. Đây phải hâm nóng mới cho ăn được à? Ừ, thì hâm nóng thì ấy hơn. Rồi ok. À đây là cái nồi mà những cái đấy, để đun này. Những cái thùng các bác thấy đấy. Khi mà đã ủ men rồi bắt đầu nếu muốn cho ăn thì phải cho lên cái nồi này. Hâm nóng. Nóng lên. À, rồi, đã hiểu quy trình. Bắt đầu mới cho ra ăn à? Đấy. Đạt kia là 8 tháng rồi. 8 tháng? 8 tháng là bé này. Ờ, đây. À, thế. Đây, 1 năm đây này. 1 năm? Nó bé này à? À. Thế nếu bọn này lớn, nếu mà lớn mà kịch kim là bao nhiêu cân đây? Tùy theo mình nuôi. Nhưng mà nếu mà nuôi tốt thì bao nhiêu cân? Nuôi tốt thì nó tạo cũng có. À thế ạ. Nhưng mà bây giờ mình nuôi chỉ dân giá này để mình thịt mới ăn thôi. À thế là rồi. Mình không cho. Thấy anh chăn như thế là quá là ngon đấy. Cái đầu vào cho ăn đấy. Ở đây nhưng mà đây cứ nhìn cái kể cả cái phân thì nó ít có. Đây các bạn tôi mình sẽ quay sát sát tí. Đây là hai con lợn là anh bảo là một năm rồi, còn năm kia một năm tuổi kia. Các bác nhá. Thế còn là bên này thì xin lỗi các bác là hơi tối một tí. Bên này là 8 tháng này. Đấy. 8 tháng xem là 2 4 5 con. À. Con đi. Chuồng này thì không có rồi. Ở đây vừa để con này thì mẹ nó vừa để được ba con chết một con thì đây, một năm. À. Đây là một năm mà anh. Đấy. Đây là có 4 con này. Con lợn này chất lượng phết. Đấy các bác phải hiểu là nó ăn dân dã thì nó đồng nghĩa là nó sẽ mau, tức là không mau lớn nó như chậm lớn, nhưng mà chậm lớn thôi. Xin lỗi. Đấy, nó chậm lớn thôi. Nhưng mà thịt nó rất là chắc luôn, nó rất là ngon. Đây mẹ này, vừa đẻ được 2 con này. À con nái đấy à anh? Con nái này, vừa đẻ được 2 con này. Nó bé thế này ta. Đấy, vừa để 2 con này. Rồi ok xuống, con này mới để á? Đấy. Con này để ít thế anh? Chả biết. Mà có 2 con rồi. Lần này nó để nào? Được không bác? Khi là 1 năm dưới kìa, 1 đôi kìa. À đây là, gọi là lợn mán đấy. Ừ. Thế không phải lợn rừng đúng không? Vâng. Lợn rừng không sẵn dưa hay lợn rừng. Đây là hơn 1 năm đây nè. Đây là toàn bộ chuồng nhà anh hết à? Thế ừ. Bên này là nhà của nhà ba chú. Bà. Bên này cái ao nhà anh hay ao nhà ai đấy ạ? Ao nhà mình. Có cá không anh? Có chứ. Anh nuôi cá gì? Cũng có
nhiều cá chấm thì có bây giờ còn khoảng vài chục con. Nhưng mà bây giờ nó không nổi chứ, nổi lên là nhìn thấy lưng luôn. À, thế thường là anh cho ăn cái gì? Cỏ voi, cái linh tinh, cái cỏ... Toàn ăn rau các thứ rồi à? Thế thôi. Rất uy tín các bác, đây là... Có lẽ là đây là địa chỉ khá là uy tín để mà nếu các bác nào có nhu cầu ấy. À, nếu mà các bác thích cá này hoặc là lợn chăn dân dã, lợn mán chuẩn luôn thì là tí nữa mình sẽ có số điện thoại trên màn hình các bác nhé. À, theo số điện thoại này không các bác có thể gọi đến số của anh chủ nhà luôn. Các bác tự giao dịch. Cái đấy thì mình chỉ là đưa lên thôi, còn là thực ra như thế nào thì các bác tự giao dịch nhau rồi các bác nhé. Rồi. Bây giờ củi nhà anh rất là nhiều này. Đấy là chỉ để mà nấu cám à? Cám với lại à, mai kia nữa là làm còn làm bánh với lại nấu làm bánh. Bánh ống này với bánh dày để làm trong cái dịp bánh lễ Tết này. Ở đây thì phong cảnh thì thôi rồi, chỉ có thấy đồi với núi thôi. Đây có một cái sân bóng này các bạn. Đây trung tâm chưa anh? Hay là còn sân nào? Gọi là trung tâm đấy. Đều tối nào chả cũng tối nào thế. À đây nó quánh vào nhà chứ nhỉ? Chả sao. Tí nữa còn ít pin của Playcam mình sẽ bay tí. Được anh? Ờ cứ thoải mái. Đây cứ bay thoải mái mà. Không lên mua dây điện thôi. Vâng. Đây thì chả. Nên em bay thoải mái. Kia chả sao. Vâng. Đấy, quay ra chỗ cầu kìa. Đi, anh em mình đi ra kia tí. Ra chỗ cầu kìa, xem đâu ở đấy mới bật lên xem cái đấy này, phong cảnh này. À. Đấy, người dân tộc này, phơi thóc ấy. Ở đây lúc mình vào ấy, cái này mình chưa cân chuẩn, nó đang bị giật tí. À, lúc nãy mình đi xe máy từ ngoài kia vào đây thì thấy bà con ở đây thì phơi thóc rất nhiều ở đường luôn. Nhưng mà mình hỏi các bà tức là đi vào giữa vô tư nhá. Kể cả ô tô đi vào vô tư không sao đâu. Không phải là đường của mình. Đúng rồi. Mình phơi nhờ thôi. Tức là mọi người cứ đi vô tư không sao cả. À nào bây giờ mới phơi chưa đã quạt đâu. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra cái chỗ cầu ngoài này này. Mọi người phơi thóc ở đây này. Nước to lắm, tỷ lệ là 5 mét. Nước à, quên cầu 5 mét này này. Ừ. Cái này ô tô chở nặng đi thoải mái đúng không anh? Thoải mái. Mười mấy tấn đi hết. À bên này chưa thấy thu hoạch anh nhỉ? À đâu. Có nghĩa là đây là cấy ở ngoài xuôi ngoài Ba Thái. À à. Rồi thu về còn. À anh cấy xa đấy á? Ô. Xa chứ. Đây. Chỗ phong cảnh kìa. Cái bay đang bay kìa. Ở đây em thấy có một cái loại cây là cây rong tinh đúng không anh? À, đúng rồi. Bột mà. Củ bột. Ừ. Ở đây rất là nhiều luôn, mọi người trồng rất là nhiều. Mọi thứ luôn, các loại. À. Bây giờ qua ở đây không thấy giềng nữa, còn giềng nữa. Ngược bên kia còn bạt ngàn nữa. Vâng. Ở đây là ngoài cầu anh ấy. Đấy. Đẹp nhỉ. À, nhà văn hóa đây anh. Vâng. Quay luôn cái biển. Thực ra là trung tâm nhỉ. Ra quay cái biển. Này, đây, đi đi, em đi. Suối bến à, nhà văn hóa suối bến. Đấy. À, quay lên được cái vùng mây ấy kìa. Đấy, nó quay lên cũng gọi là độc đắc của nó. Vâng. À, hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà văn hóa. Nhà văn hóa suối bến nha. Nhà văn hóa luôn. Đang xây dựng rồi anh? Ừ, gần xong rồi. Gần xong, ở đây là trung tâm rồi đúng không? Đấy. À. Ở đây bà con phơi thóc ngoài đường, nhưng mà các bác cứ di chuyển vô tư nhá, không sợ. Thôi bây giờ mình về anh nhỉ? Được rồi. Rồi này. Wow, nắng, hôm nay hơi nắng. Đi nữa, phải lái cao về xem cái tổ ong to như này này. À chà, đi xem ong. Ừ. Thì gọi là dân giá này. Vâng. Nó vẫn treo ở đấy. À, lúc này anh tên gì nhỉ? Quên. Anh tên là Sinh mà. À ừ, Sinh đúng rồi. Anh Sinh. Đâu hả? Chạy. À, thì nữa có Playcam bay lên cho các bác xem ở đây cảnh rất là đẹp. Có ít pin nữa thôi nhưng mà cố gắng bay lên một tí thôi.
hy vọng là nó sẽ suối thì okay. Không phải nghĩ nước trong trắng lắm. Suối này có cá không anh? Có chứ. Có cá luôn à? Có cá khầy này, cá chê này, cá đấy, cá bống này, cá kiểu nhiều lắm. À rồi. Nhiều thứ lắm. Nếu mà các anh muốn bắt thì bắt như nào? Bây giờ như tầm tháng 11 thì mình chặn từng đoạn suối. À. Xong là tát đi bắt à? Không, mình cứ chặn được rồi, thôi nó chảy bên kia. Thế xong là bên này là mình cứ thế cắt cho cái rổ vào là đấy, đá lên là nó chảy. Rất là nó hay đúng không? Chạy vào mà. Mong là có dịp để trải nghiệm những cái đấy. Nói chung anh nói thì mình... Giá bây giờ kích thì nó chắn ở chắc là cái cấm đúng không? Cấm hết. Nói chung những cái như thế thì mình cũng nên là không nên dùng đúng không? Vâng. Thì nói chung là gọi là làm cái thủ công ấy thì nói chung là nó không bị tiệt chủng. Đúng rồi. Thì muôn thuở lúc nào để đến đời con cháu mình cũng vẫn còn làm. Đấy đúng rồi. Em xem thì ra là một khúc thì có độ khoảng chục mét thì được một hai đĩa là ok rồi. Nhắm rượu thoải mái. À. Hôm nay đi anh đi uống rượu đâu? Anh đi xây ngoài này xong. À. Uống rượu chiều nay bảo không có vật liệu thế là nghỉ. À chiều nay là được nghỉ ạ. Ừ. Thôi bây giờ mình xin phép các bác là cất máy ảnh rồi mình sẽ bay flycam tí nhá. Okay. Giới thiệu các bác là cái xe của anh Sinh, anh ấy chuyên là đi chở măng rồi đi chủ yếu là đèo đồi các bác nhá. Đây nhìn này, lốp thì có cái phần mà anh ấy độ. Anh độ thêm cái switch này nó để bám trơn trượt tốt hơn, đi lên dốc tốt hơn. Kể cả mưa đường lầy các thứ thì xe này vẫn lên được bình thường luôn. Nhưng mà cái là zin Việt các bác nhá. Không phải là cái xe tàu linh tinh đâu. Đây Honda này. Đấy. Nhưng mà kiểu như đi rừng đường nó xấu ấy. Lốc máy thì cũng vỡ rồi. Vỏ viếc thì cũng hình như là bây giờ chủ yếu là mỗi khung không thôi. Hơi cũ tí nhưng mà chắc là chất lượng là đảm bảo là ngon. Đấy. Là của đàn ông đấy. Đấy là đàn ông này. À cũng họa tiết giống nhỉ, giống nhau đúng không? Họa những cái họa tiết này. Đây là những đấy tự theo đấy. Thế thủ công đấy. Tự theo tay luôn à? À. Đây là khăn gì anh? Đây là khăn đầu à? Đầu. À, thế không phải quần đúng không? Không. À thế. Quần thì cái nào cũng được. Thế bây giờ anh thử mặc cho em xem này. À, đây rồi. À, đây là bộ trang phục truyền thống của người Dao mà cho cánh đàn ông nhé. À. À, thưa các bác là những cái hoa văn này là hoa văn để thêu tay luôn nhé. Thêu tay luôn. Thêu tay, thêu thủ công luôn đấy. Còn khăn thì phải cuốn đúng thế này. Đây là khăn cuốn ở trên đầu đấy. Kiểu khăn xếp rồi, ngày rồi. Xưa đấy. Đằng sau có cái gì mình cài lại không hay là mình cứ không, nhét chỉ nhét đơn giản vào trong đấy à? Rồi. Hãy anh thử quay đằng sau em xem cái. Ông tưởng là mình còn cái mốc của ông. Rồi mình ấy. Rồi. Mình thắt nó ấy hơn. À. Nó đẹp hơn. Nó vuông, nó tròn luôn. Đấy, lúc nãy nói với anh Sinh anh làm đối với bản thân mình ấy chưa bao giờ thấy mà cái trang phục của đàn ông của người Dao đâu, mà anh có bộ anh đem ra đây luôn và được anh chứ. Và anh ấy mặc cho mình xem luôn. Hôm nay cũng rất là bất ngờ để mà mình lần đầu tiên thấy cái trang phục của người Dao mà dành cho đàn ông nhá. Của chị em phụ nữ thì mình thấy rồi, nhưng hoa văn thì mình khẳng định là nó cũng giống nhau vì cái không, màu không giống gì đâu, không giống này. Hoa tiết này. Anh có biết là những cái này là tượng trưng cho cái gì không anh? Cái cây cối
À, cây cối ạ. Nhìn hình cây mà. À, vâng. Và cái này thì gọi là những cái cạnh này là như kiểu là cái cờ Tổ quốc mình, cái ấy đây. Cái sao ấy. À, cái một kiểu như là một cánh của ngôi sao đấy à. Những cái sao. À. Rồi, hay. Những cái này là có khuôn không nhỉ, mà các ba lại thêu đều không, nhau không đấy nhỉ? Không khuôn đâu, tự mắt tự ấy thôi. Thế á? Thế là đều như nhau nhỉ? Ờ, thì phải nhìn. Đều chứ. Không thì nhìn nó đẹp thế. Kiểu như nó vừa vặn mà nó vuông vắn rồi nó lại nó như kiểu là mắt theo khuôn mà. À. Rồi rất là hay. Thế bây giờ có ai thêu những cái này không anh? Có chứ, nhưng mà giờ vừa đang nghỉ vừa. À không, nhiều hôm nào tìm hiểu sau anh ạ. Cái thêu thoải mái mà. Đấy. Vâng. Nhất là vào cái mùa tháng 11 đấy. Các bà hay ngồi thêu lắm. À, những cái tháng mà làm đồng áng xong thế rồi kia? Đấy. Của các bà kia. À đang phơi đấy. Rồi anh. Hôm nay gặp tình cờ gặp anh ở đây cũng là một cái duyên để mình tìm hiểu những cái văn hóa, những cái nét truyền thống của người Dao như này, rất là vui. Và hôm nay cũng xin được số anh rồi. Ở người Dao thì có rất nhiều những cái phong tục, những ngày lễ mà rất là đặc sắc luôn nhé mọi người nhé. Tháng 9 này không biết ngày nào, tháng 9 âm lịch ấy. Tháng 9 à? Có đám chay. À, rồi. Cứ kể cả lên flycam thoải mái. Vâng vâng. Thế nếu mà có thì em sẽ xuống quay nhé. Đấy. Quay này. Chung là mình muốn chia sẻ những cái độc đáo, đặc sắc, phong tục tập quán của mỗi dân tộc, là mỗi cái nét riêng đấy. Nói chung là để mình bản thân mình là người Mường thôi, nhưng mà những cái phong tục thì có rất là nhiều, nhưng mà nó chưa nhiều cái phong tục như người Dao. Người Dao có rất nhiều phong tục rất là hay mà nó rất là đặc biệt. Rồi mày uống nước đi. Ừ. Nước này nước lá cây ấy. Lá cây đấy. À, cụ thể là lá gì ấy? Cái này hai vị bệnh mất ngủ ấy. Không ngủ ấy. Lá cây rừng hay cây vườn này? Cây rừng và dây ấy. Nó là thuộc lá hay thuộc là thân cây hay là rễ cây? Dây. À dây à. Dây thân mà cây thân. Đâu cũng lấy. Mà lá thì không lấy thôi. Dễ uống nhỉ? Nó cũng không phải là mùi kiểu như là mùi nhựa cây nhiều ấy. Nó rất là dễ uống, nó là vừa vặn. Thậm chí còn bây giờ ngay đằng sau này còn cái cây thuốc dạ dày ấy. Thuốc dạ dày à? À lúc nãy em đi lên em thấy có một nhà nó đang phơi thuốc cái xanh đấy nhỉ? Ừ. Đấy là họ họ lấy thuốc à? Lấy thuốc. À, họ phơi. Nhưng mà mẹ của anh cũng lấy thuốc. À. Thuốc gì chứ bệnh gì nhiều thứ lắm, chí rồi là gan thận để muộn rồi là mát gan nhiều lắm, có hết đấy, có nhưng mà toàn thuốc lá cây thôi. Vâng, cái đấy nó cũng lành tính, uống rất là tốt. Mình đặc biệt là người Dao có cái bài thuốc mình chỉ biết thôi, còn nếu mà để mà người Dao thì có rất nhiều bài thuốc từ cây rừng rất là hay. Mà, sinh mà em chỉ biết là thuốc tắm cho những bà để. Ôi, cái đấy thì là cái đấy là em thôi. Chỉ biết cái đấy thôi. Còn thực ra thì có rất nhiều bài thuốc. Thế, em vừa biết cái đấy là em thấy rất là tốt, mà rất là hay luôn. Nhất là vô sinh. À. Vô sinh thì nói chung là nhiều đó. Ví dụ như là bà nhà mình là có lấy được thuốc đấy. Có. À, có. 10 năm hao vào chồng người ta 10 năm vẫn còn lấy được đẻ được. À. Thuốc lá cây luôn. Lá cây luôn, chuẩn luôn. À. Thế ngoài thuốc đấy thì còn thuốc gì không? Cái gì? Tức là ngoài kiếm được cái thuốc đấy thì còn những cái bài thuốc nào? Có nhiều chưa, những cái bệnh gì nữa? Như cái mình gọi là cái thuốc hay bị trí ấy, là do mấy? Trí à? Có. Bệnh này cũng rất là bà đấy phổ biến ở Việt Nam mình là nhiều bây giờ rồi. Đúng rồi. Chí uống lá cây thôi. Lá cây thôi, lá cây thôi. Thì cả ông thò ra hàng mua hai phần uống đôi thang vào cái là tụt luôn. À. Thế là bây giờ bà nhà mình ở đâu? Bà ngay đằng sau đây. Thì hôm nào
nào tìm hiểu sau. Cái đấy nghĩ những cái bệnh đấy là bệnh của bây giờ nó rất là nhiều đúng không? Nhiều lắm. Nhiều bây giờ người ta ngồi mới đi lại ít đấy. Ba đi trả mấy trả lấy suốt đi chứ. Tức là bà có sẵn không hay là người ta đặt mình đi lại? À, có thì có ít thôi. Thế xong lúc đấy thì mình mới đi lấy. Bây giờ rừng nó rộng mà anh mà quay ra can lên trên để người xem nó rộng biết bao nhiêu. Mỗi tội là cam nó không bay được chứ bay lên mà xem này thế nào ấy. Nhìn bát ngát thì như vậy. Thôi thế nhá, thế em cũng cảm ơn anh. Hôm nay cũng anh em gặp nhau cũng là một cái rất là có duyên. Em cũng xin xấu anh rồi. Hôm nào có những cái phong tục tập quán đặc biệt như thế thì anh cứ điện cho em. Xong em nếu mà chú là em ở trên Hợp Hòa ấy. Hợp Hòa. Anh có biết trên đấy không? Có lương lại gì? Đấy em là người trên đấy. Anh cứ điện cho em xong em xuống tìm hiểu. Đấy, cho phép em để em quay phim lại em. Đấy là một cái phong tục tập quán mà rất là Việt mà bây giờ ít người chia sẻ lắm, nhưng cái nếu mà không chia sẻ thì sau này nhớ nó mai một đi hoặc là những cái đấy cũng rất là hay, quá là hay đấy. Thì bây giờ nhà nước nó có cho ấy đâu, như sang nhập xã kìa, sang nhập xóm kìa. Như ở xóm anh đã bảo thế, bây giờ như sang nhập những người mường ngoài này không đúng không? Thì nhưng mà sang nhập như thế thì phải làm đều với nhau, nhưng mà bên kia có làm được đâu. Thì nhà nước lại bảo là cái người giao thì nó phải phong tục tập quán, nó phải bắt phải giữ. Đúng rồi, nhưng bây giờ là những cái truyền thống là phải giữ mà. Đấy, phong tục tập quán mà bắt phải giữ. Đấy, không kể cả anh kia.